con trang khổng lồ này có thể khiến cả người lớn cũng sợ không dám đến gần. Nhưng với bé Maharani, 3 tuổi, ở miền trung Indonesia, nó không có gì đáng lo sợ. Thậm chí cô bé còn đang cố gắng bôi thuốc vào miệng con trang dài 4.5m để chữa bệnh lở miệng cho nó. Đoạn phim được quay ở thành phố Tangerang hôm 9 tháng 4. Được biết, Maharani thừa hưởng tình yêu với động vật từ ba của em, anh Effendi, người chuyên chăm sóc những loài động vật quý hiếm bị thương. Cô bé đã chơi với Trang từ năm 2 tuổi. Khi được hỏi anh có lo lắng gì khi con gái chơi với những con vật này hay không, ba của Maharani nói: "Tôi hiểu được cảm giác của mọi người. Đúng là có khi tôi cũng sợ, nhưng sau khi thấy bé chơi với con trăn như thế nào, cảm giác lo sợ biến mất. Lần đầu bé chơi với một con vật hoang dã nào đó, tôi luôn quan sát và hướng dẫn bé phải làm gì. Nhưng bây giờ bé đã biết phải làm gì và không được làm gì với một con vật nào đó." Mỗi khi chữa bệnh cho con vật, Maharani đều khóc. Vậy là con vật sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bé. Chữa bệnh lở miệng cho trăn không bao giờ dễ dàng. Có lẽ con vật rất căng thẳng và không muốn ai đụng vào nó. Khi mẹ tôi chạm vào con trăn, nó siết tay mẹ tôi chặt đến nỗi làm đau bà ấy. Nhưng khi Maharani chăm sóc con trăn, nó duỗi mình ra rất thư giãn. Thực sự bây giờ tôi không có chút lo lắng nào về việc bé chơi với động vật nữa. Tôi tin tưởng bé, mấy con vật cũng vậy. Maharani cũng nổi tiếng với đoạn video chiếu cảnh bé đang đánh răng cho con cá sấu cưng của bé.